Chào quý vị khách hàng Chiến hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn một cái mẫu đèn chớp LSB 180 Trên màn hình của quý vị chính là mẫu đèn chớp LSB 190, 180 quý vị nhé Thì cái dòng đèn chớp này nó có hai loại Một loại là chớp trắng và một loại là chớp màu Thì tùy vào cái không gian và sở thích của quý vị và chúng ta Để chúng ta chọn cái loại đèn chớp cho nó phù hợp thì buổi hôm nay mình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn cái dòng đèn chớp LSB180 chớp ánh sáng trắng. Đèn có hai chế độ chạy là chạy tự động hoặc là chạy theo nhạc. Để chỉnh chế độ chạy cho đèn thì chúng ta thông qua hai cái nút vặn ở trên thân đèn đây. Nút vặn màu cam là chỉnh chế độ tự động hoặc là theo nhạc. Còn nút vặn màu xanh là để chỉnh chế độ chớp nhanh hoặc là chớp chậm cho đèn. Đây là cái dòng đèn chớp mà có công suất 35W quý vị nhé. Đèn rất phù hợp dành cho không gian gia đình, phòng hát karaoke gia đình, phòng hát karaoke chuyên nghiệp, các buổi party. Tiếp theo Chiến sẽ cắm điện test cho quý vị và các bạn xem. Cái đèn chớp NSB 180 này mình đang để chế độ chạy tự động quý vị nhé Đấy còn muốn các bạn nào khích chạy thì chế độ theo nhạc thì có thể sử dụng cái nút vặn màu cam để chỉnh Và muốn chỉnh tốc độ chớp nhanh hay chớp chậm thì sử dụng cái nút màu xanh trên thân đèn để chỉnh nhé Còn đây là mình đang cài đặt chế độ mặc định như vậy thôi Với cái đèn chớp LSB 180 này chớp theo nhạc này thì phù hợp cho những không gian diện tích khoảng dưới 25 m vuông dưới 25 mét vuông nhìn đất ảo quý vị nhé đây là mặt trước của đèn mình quay mặt trước đây chớp NSB 180 có công suất chớp là 35W quý vị nhé và đèn có thể chớp theo nhạc hoặc là chớp tự động tùy theo mình cài đặt thôi mà muốn cài đặt được chế độ thì sử dụng cái nút vặn màu cam trên thân đèn